Xin kính chào quý vị và các bạn. Nằm trong chuỗi clip vệ sinh cá nhân, sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về vấn đề vệ sinh cá nhân của cơ thể trong ca làm việc. Trong quá trình làm việc, ta thường xuyên phải di chuyển, khiến mùi trên cơ thể và bàn chân, bàn tay tiết ra tuyến mồ hôi, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng tới khách hàng. Thời tiết oi bức trong những ngày nắng nóng làm cho các tế bào da bị chết và mồ hôi ra nhiều, khiến ta khó chịu. Quần áo không giặt sạch, chẳng hạn như đồ lót và tất là nơi rất dễ gây ra mùi cơ thể như mồ hôi muối, bụi bẩn. 1. Chuẩn bị dụng cụ, lăn khử mùi, nước hoa. 2. Mục đích, vệ sinh mùi cơ thể giúp ta loại bỏ được mùi hôi, khó chịu làm ảnh hưởng tới khách hàng, tạo cảm giác tự tin khi giao tiếp với khách hàng và ngăn ngừa bệnh tật. Buổi sáng, tôi thường đến sớm 20 phút để vệ sinh cá nhân như tắm, gội trước khi vào ca làm việc. Sau khi tắm xong và lau khô người, tôi dùng lăn khử mùi hoặc xịt nước hoa có mùi nhẹ nhàng. Trong quá trình làm việc, tay bạn cũng có thể gây ra mùi, nên việc thường xuyên rửa tay dưới vòi nước, rửa tay ngay khi bạn cảm thấy mồ hôi tay và khó chịu là rất quan trọng. Giữ cho tủ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho và thường xuyên thay đồng phục.